ít khi nghe được ngọt ngào. Đây là nghe mặc dù đàn ông nói nghe cũng đã thiệt. Bây giờ anh cho em hỏi nè, anh là nói về vọng cổ là khỏi phải chê rồi, là không còn chỗ nào mà có thể nói được nữa, là number one rồi, nói tiếng Mỹ là number one rồi, nói thêm nếu theo kiểu mà người Việt Nam mà ở Chợ Lớn nữa là dách lâu. Nhưng mà em nghe nói là hình như anh cũng có ca tân nhạc nữa, thì bữa nay anh có thể cho bà con. Cảm ơn, tôi sẽ ca một bài. Hôm nay anh ca bài gì vậy? Kính toàn thể quý vị, trước khi trả lời với bạn, cho phép anh được có lời kính chào toàn thể chư liệt vị khán giả đang có mặt trong buổi tặng hôm nay. Phải nói đây là một cái buổi văn nghệ mà tôi hết sức là xúc động, bởi vì tôi là một kẻ giống như từ cõi chết mới trở về. Và buổi đầu tiên được họp mặt trong sự tổ chức của bạn Thương Sĩ Nhân, một người mà lúc nãy bạn MC em là Hoàng Tuấn đã nói cùng quý vị, tất cả mọi sự thành công đều phải do có đam mê, quý chí và yêu thương nó, cần cù tận tụy với nó thì mới có thể thành công. Và đại người xưa cũng đã có dạy chúng ta rằng có đi ắt phải tới, đúng không? Thành thử ra hôm nay nói với Hoàng Tuấn là tôi cũng rất vui mừng. Hương Sĩ Nhân thì anh cũng đã được gặp, anh em chúng tôi đã được gặp với nhau phải nói là cách đây đã 10 năm rồi, nhưng mà chưa có đủ duyên, và hôm nay duyên nó đã tràn đầy cho nên anh em tôi mới được gặp nhau. Mà gặp nhau trong một cái sự kỳ thú là tôi tưởng mình đã không còn được dùng được 3 tấc không khí của Hoàng Thiên Trời Phật ban cho để mà còn đứng đây có những lần này đến cùng toàn thể chư liệt vị. Và bây giờ tôi là kẻ chết vừa được hồi sinh, lại được đến đây cùng với Hương Sĩ Nhân, có phải chăng đó là duyên kỳ cục? Cảm ơn anh rất nhiều. Thì đó là cái ơn mà trời Phật ban cho mình. Rồi bây giờ thì em không làm mất thời giờ của anh, mời anh sẽ ca một bài. Nhưng mà nó là muốn cái gì đó mình phải có sự đam mê thì mình sẽ thành công. Nhưng mà sao em cũng mê, có những cái em mê lắm mà không thành công, là em mê gái mà sao không ai theo được. Cái đó hơi phiền, cái đó không được nha. Mê gì thì thành công, nhưng mà mê gái là chết á. Cảm ơn anh, xin mời bạn nhạc. Xin mời bạn nhạc giúp tôi. Cảm ơn bạn nhạc. Oh.
lòng không muốn hay nhiều rồi. Ông không xưa vẫn chưa phải hôm nay Sài Gòn bao nhiêu ta đổ quê màu phủ. Trân trọng cảm tạ được quý vị lắng nghe.